Petit. Tại đang có hai tại đó là NHD và một CT qua về. NHD thì chỉ có thể lực hơn số so với TT cùng với số sức mạnh. Cao hơn một TT là vậy là T là khỏe hơn Quát. Cao hơn khi mà các bạn cắt tít ở vị trí tiền vệ phòng, bạn nên HD cộng cao. Đây thì đang dùng cắt tít TT cho vị trí đêm. Nhìn chung các khác từ sức mạnh của ta thì tít một TT là đánh giá hai con giá hai con hàng này để 78 thôi, cao TT một chút về tại NHT thì lại mạnh mẽ hơn, đánh chấp tốt hơn. Petit là một sao huyền thoại người Pháp. Anh có chiều cao là 1,85 tượng thuận chân trái 5 và chân phải 3 thuận nó thực hiện từ xa qua vị trí CM của anh đi thuận được phòng ngự S đánh đầu của bé 6 80 vậy là cắt tiết cho bóng bổng không được sự là còn vai ở CDM ta lại bằng tốc độ của anh CDM mà bộ rất là thuận lợi cho các bạn ta lên công về nhà bảo vệ. Giờ chúng ta sẽ vào in game để xem về tiếp thể hiện như thế. Trong game thì Betis là một cái thể hình lý tưởng, khả năng dây dọc bóng không quá mượt mà nên là cầm bóng cũng rất chắc, đang dứt điểm bằng chân phải của Betis là không tốt bằng chân trái. Bạn thấy là khả năng tránh chấp và đỡ bóng bước một của Betis là rất tốt. Vậy với chịu sâu ẩn xuất xa thì Betis hoàn toàn có thể làm hài lòng các bạn với những tình huống mà cần tung ra những pha dứt điểm mạnh mẽ. Thấy là lực bóng rất căng, ra chân tương đối nhanh,
mái tóc đuôi ngựa màu bạch kim rất là lãng tử. Ta sẽ xem là khả năng kiến tạo cơ hội đồng đội của Brad Pitt là như thế nào. Thì khi mà cầm Brad Pitt nhảy E và nhảy C thì thấy là Brad Pitt chạy tốt, tuyệt vời. Bạn thấy là vừa rồi là một tình huống mà Brad Pitt đã chạy ra pin và tạt bóng rất chính xác, gọi là truyền như đặt đến cái đầu của Patrick Vieira, và Vieira dễ dàng ghi bàn với khả năng hỗ trợ phòng ngự và khả năng kiến tạo của Brad Pitt là rất tốt. Ta sẽ xem Brad Pitt ZD như thế nào. Đúng chân trái rồi, tuyệt vời. Vậy là khi mà ZD bằng chân trái thì đường bóng không xoáy nhưng mà đủ độ hiểm, có thể đánh gục môn được bạn. Khả năng chọn vị trí và đánh đầu của Brad Pitt là rất tốt. Rồi là ở một cái trí mà không được thuận lợi lắm. Vậy là Brad Pitt sau khi mà đã lên tham gia tấn công thì anh chạy về rất nhanh để đảm nhiệm cái vị trí phòng ngự. Test coi in game đã rất ổn, giá hiện tại thì anh chỉ độ 30 triệu và trong chiến thuật đơn là vị CDM khuyến khích anh em là đặt xu thế của Brad Pitt là công 1 và 3. Tấn công thì các bạn nên để anh tấn công cân bằng hoặc là giữ không cân bằng này thì khi có hơi cơ hội nên tham gia không nhưng vẫn tới nhiệm vụ. Các bạn nên đặt Brad Pitt cắt bóng, trí tiền vệ phòng ngự, đánh chặn, thế việc ngăn chặn các cầu thủ đang cầm bóng của đối phương đã hạn chế được rất nhiều pha bóng nguy bàn thua, chặn chủ động. Vậy để chấm Brad Pitt ở vị trí CDM thì ta thăng 8/10 dành Pitt, còn ở vị trí CM thì là 8.5. Nhìn khuyến nghị anh em dùng TT là và có sự trợ của tiền vệ phòng ngự và Pitt là Frank Ricard